Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ các bạn cùng cô mình làm một số ví dụ để củng cố lại kiến thức ngày hôm nay mình đã học nhé. Rồi, cô sẽ có một số câu hỏi cho các bạn nha. Câu số 1 nè. Chọn phát biểu đúng, nhớ nha. Chọn phát biểu đúng. Đó. Rồi, đọc nha. Chất khử là chất nhận electron, chất oxy hóa là chất cho electron. À, đáp án rất là dài nhưng mà mình phải đọc cho lẹ nè. Hầu như là người ta chỉ hỏi là về chất khử và chất oxy hóa đúng không? Đó. Thế bây giờ hồi nãy mình học chất khử chất oxy hóa có cái 6 chữ gì rất là quan trọng nè. Còn ai nhớ không? Đó là khử cho tăng. Khử cho tăng. Có nghĩa là chất khử cho e và sẽ tăng số oxy hóa đúng không? Và là O là oxy hóa, O nhận giảm. Đó, cứ nhớ cái điều này thì chọn cho lẹ ha. Chứ mình đọc từng câu là rất là dễ rối. Vậy thì mình sẽ dễ dàng chọn được đáp án đó chính là câu B ha. Chất khử là chất nhường E, nhường là cho đúng không? Chất oxy hóa là chất nhận E. Chất khử thì mình sẽ gọi nó là bị oxy hóa. Còn chất oxy hóa mình sẽ gọi nó là bị khử. Khái niệm thôi đúng không nè. Câu 1 đơn giản. Rồi bây giờ mình cùng nhau bước vào câu số 2 các bạn ha. Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxy hóa khử? À, trước tiên mình muốn tìm thì mình phải biết hiểu là về định nghĩa đúng không? Oxy hóa khử là làm sao? Sự oxy hóa xảy ra đồng thời đúng không? Rồi sao thế ta? Thay đổi, phải có sự thay đổi số oxy hóa đúng không nào? Và cuối cùng là bảo toàn E là E cho phải bằng E nhận. Đó, đây là định nghĩa đúng không? Nhưng mà để làm nhanh câu này các bạn tập trung cái chỗ mà thay đổi số oxy hóa cho cô ha. Chỉ cần không có sự thay đổi thì là không phải phản ứng oxy hóa khử đúng không nè. Bây giờ câu A nè. Ca trong đây là cộng 2. Và Ca trong đây cũng là cộng 2. Chỉ làm tới đây là mình thấy là Ca không thay đổi rồi. Carbon cộng 4 cộng 4 ha. Y như nhau. Oxy là trừ 2 đúng rồi. Vì vậy mà câu A không phải là đáp án ha các bạn ha. Rồi. Trong câu B HNO3. Ở đây NO3, NO3 thì chắc chắn nó luôn luôn là cộng 5 đúng không? Đó, cộng 5. Rồi. Natri cộng 1 cộng 1. Rồi hiro với oxy là mình đã mặc định là cộng 1 với trừ 2 rồi. Thì đáp câu B cũng không phải đáp án luôn. Câu C mình thấy làm sao? Nitơ trong HNO3 là trừ 3. À, còn nitơ trong NO là cộng 2. À, có sự thay đổi rồi thì có thể đây là đáp án các bạn ơi. Bây giờ mình thử nha. Oxy đơn chất là 0. Còn đây là oxy trong hợp chất sẽ là trừ 2 đúng không? Các bạn cố gắng cho cô là mình sẽ viết ngay trên đầu nguyên tố nha. Bởi vì cái này cô viết nó hơi lệch. Ví dụ NO là cô viết to hơn thì nó sẽ có nhiều chỗ hơn nè. Nitơ là cộng 2, số dấu trước số sau và oxy là trừ 2 các bạn ha. Rồi, vậy thì đáp án của mình chính là câu C rồi. Còn câu D mình nhìn sơ luôn nhé. Bari cộng 2, Bari cộng 2. Nói chung là ở đây nó sẽ không thay đổi ha. Nó chỉ là phản ứng trao đổi bình thường thôi các bạn nhé. Rồi, câu số 3 các bạn ha. Cân bằng các phản ứng hóa học sao? À, cô sẽ cho các bạn hai cái câu để mình luyện tập nhé. Nhớ là phải cùng nhau làm rồi giờ đáp án với cô. Bây giờ mình sẽ làm cân bằng câu A nè. Mình xét sự thay đổi số oxy hóa nha. Mình có thể dễ dàng thấy nhanh là clo trong HCl nó là trừ 1, clo đơn chất nó là 0. Thấy nó tăng hay giảm? Tăng lên đúng không? Từ trừ 1 lên 0. Thì mình sẽ viết cô nháp ở đây nhé. Là cô nháp ở đây ha. Cl trừ 1 tạo thành là Cl0, đơn chất là nhân 2 lên. Đầu tiên mình cứ cân bằng nguyên tố nè, 2. Thì anh chàng này sao? Đã tống ra 2E lít trong đúng không? Đó, mình viết qua bên kia là thành cộng 2E. Rồi, ai sẽ là chất khử đây? Ai sẽ là chất oxy hóa đây? Đó chính là mangan đúng không? Mangan đây là cộng 7 nè. Tính nhanh cho cô nhé, mình đã học bài trước rồi. Còn mangan đây là cộng 2. Đó, thì mình sẽ có cái gì? Mangan cộng 7 nè. Đó tạo thành là mangan cộng 2. 7 mà xuống 2 thì nó đã nhận vô 5E. Rồi sau nữa mình sẽ nhân chéo đúng không? Nhân 5 lên trên và nhân 2 xuống dưới. Các bạn tính vô cho cô và giải đáp án nha. Cố gắng với công bằng cái phương trình này nha. Thì mình sẽ có đáp án đây. Đó, các bạn thấy không? Nhân 5 vô clo, 5 clo nè. Nhân 5 vô, đây là 10. Đó, 10 nhưng mà mình sẽ viết 10 ở đây. Rồi, tại sao nó là 16 thì mình sẽ biết ha. 2 mangan, đây 2 mangan nè. Rồi, 2 mangan cộng 7, đây là 2 mangan cộng 7 là đúng không? Vì dẫn 2KMNO4 dẫn đến là sẽ là 2 kali, 2KCl đúng không? Vì hai cái thằng này nè, nó làm tăng cái số lượng clo lên đúng không? Ở đây 5 x 2 là 10. Ở đây 2 nữa, ở đây 4 nữa, tổng lại là 16. Vì vậy mình sẽ gạch cái số 10 này đi, mình biết là 16. Có nghĩa là sao? Trong 16 phân tử HCl nó sẽ có 10 phân tử đóng vai trò là chất khử đúng không? Còn 6 cái phân tử còn lại nó sẽ đóng vai trò là môi trường và nó sẽ tạo thành hai cái muối này đó. Rồi, và mình sẽ cân bằng nước, dễ dàng thôi, đúng không nè? Rồi, tương tự câu B, mình sẽ làm sao? Cô nháp ở đây các bạn ha. Nhìn vô thấy ngay, Al của mình sẽ là chất khử đúng không? Bởi vì Al đơn chất là 0. Al trong muối sẽ là cộng 3. Có nghĩa là Al đó đã nhường ra 3E để tạo thành là Al cộng 3, cộng 3E, đó. Rồi, ai sẽ là chất oxy hóa ta?
Đó chính là NO3 này là cộng 5 đúng không? Bây giờ các bạn nè, NH4NO3 có tới 2 nitơ, và thì liệu đâu mới là sản phẩm của NO3 lúc đầu? Nhìn nhá, NO3 này NO3 giống nhau rồi đúng không? Giống nhau rồi, các bạn đừng có xét cái thằng NO3 này. Đó, mình phải xét cái thằng NH4 này nè. NH4 là gì ta? Ai còn nhớ? NH4 cộng. Đó, thì nitơ trong NH4 nó sẽ là -3 ha. Hoặc là các bạn có, nếu các bạn không nhớ NH4 cộng thì bắt buộc phải tính từ từ ra ha. Và phải nhớ là NO3 phải là cộng 5 nhá. Rồi, -3 có nghĩa là nitơ của mình nó từ nitơ cộng 5 trong axit nè. Nó đã giảm xuống là nitơ -3 ở trong ammoni nitrat đúng không? Thì nó đã nhận vô 8 men ở trong rồi ha. Đang dương 5, nhận vô 8 âm thì nó sẽ bằng là 3 âm đúng không? Đó. Rồi mình sao? Mình nhân chéo lên ha. Nhân 8 lên trên và nhân 3 xuống dưới và chúng ta sẽ có đáp án ha. Cô xóa bớt cái này cho bạn có thể nhìn đáp án nè. 8Al, 8Al, đúng rồi. Rồi cái gì nữa nè? 3 nitơ trừ 3 cô nói rồi, mình nên là nhân vào cái hệ số ở cái sản phẩm trước ha. 3 nitơ trừ 3 đây. Rồi, đấy là mình sẽ nhân 3 cho thằng nitơ cộng 5 này 3 đúng không? Nhưng không nhá. Bởi vì mình còn phải cộng lại nitơ của hai cái chỗ này nè. Nó còn môi trường rồi đúng không? Thì tổng nitơ ở đây là 30. Đó, 8 nhân cho 9. Rồi, đây là cộng 9 nữa là 30. Vì vậy mình sẽ gạch số 3 này đi. Mình sẽ điền số 30 vô. Có nghĩa là sao? Trong 30 cái phân tử này nè, nó chỉ có 3 thằng là đóng vai trò oxy hóa thôi. Còn những thằng còn lại nó là gì? Là môi trường axit. Đó, thì mình sẽ tạo ra muối nitrat, hai thằng muối nitrat các bạn ha. Rồi, mình sẽ cân bằng nước dễ dàng ha. Nhớ nè, đây là 30 hiro, đừng có mà chia 15 xuống nước nha, sai ngay lập tức. Bởi vì sao? Trong NH4 nó còn có hiro nữa. Nhớ trừ ra các bạn nha. Đó, những cái lỗi các bạn rất dễ sai luôn. Vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau đi tìm hiểu hết nội dung bài học ngày hôm nay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem sơ lược lại rằng hôm nay mình đã học được những gì nha. Rồi, bài học ngày hôm nay là về phản ứng oxy quá khử. Mình đã được tìm hiểu về những một số định nghĩa đúng không? Đó là khử cho tăng, ô nhận giảm. Chất khử cho E tăng số oxy hóa, chất oxy hóa nhận E và giảm số oxy hóa đúng không? Chất khử thì sẽ là quá trình oxy hóa, chất oxy hóa sẽ là quá trình khử đúng không nào? Sau đó mình được tìm hiểu về khái niệm về phản ứng oxy hóa khử ở đây. Thì phản ứng oxy hóa khử là phản ứng mà có sự oxy hóa và sự khử phải diễn ra đồng thời với nhau nè. Phải có sự thay đổi số oxy hóa đúng không? Và ngoài ra còn có bảo toàn electron nữa ha các bạn ha. Có nghĩa là E cho phải bằng E nhận. Cuối cùng chúng ta đã được tìm hiểu về cách cân bằng một phản ứng oxy hóa khử đúng không nào? Có bao nhiêu bước? 4 bước đúng không? Bước 1 tìm chất khử chất oxy hóa. Bước 2 mình sẽ viết quá trình khử quá trình oxy hóa đúng không? Sau đó mình sẽ nhân chéo và phải đưa về hệ số tối giản đúng không nè? Nhân chéo có nghĩa là mình đang bảo toàn electron đúng không? Là E cho bằng E nhận và cuối cùng mình sẽ cân bằng. Theo thứ tự đó là kim loại, phi kim chính, hiro và oxy. À, bài học của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn à. Các bạn nhớ là phải về nhà học bài nè, xem bài nhé. À, cô hẹn gặp lại các bạn ở những video sau tại Siêu Chính Học Đường. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.